Đố anh em biết mình đang ở đâu. Hello, xin chào mọi người. Đây là một cái phiên bản độ rất là lạ đúng không ạ? Không biết phải gọi đây là cái gì nữa. Trên này mình có nguyên một cái sàn, có băng ghế ngồi, có lan can. Cảm giác như là mình ngồi ở một cái view này, mình quan sát rất là tốt xung quanh. Thì đây chính là cái phiên bản Ranger Raptor nâng cấp, siêu độc lạ luôn đúng không ạ? Nó xuất phát từ nhu cầu, anh chủ xe này thích lang thang trong rừng, chụp hình những cảnh quan, những con thú. Đây là một cái thiết kế để anh có thể là thỏa mãn cái đam mê của anh khi di chuyển trong rừng. Tới hôm nay thì cái dự án đã hoàn thành. Và trước khi giao xe cho anh thì mình muốn chia sẻ với tất cả anh em về những thứ đang được lắp đặt trên chiếc xe này, cũng như là mục đích lắp đặt nó để sử dụng vào việc gì. Mình đang đứng ở trên nóc xe với một cái lan can xung quanh như thế này. Và ở đây có hai hàng ghế. Mình đang ngồi hơi ngược đúng không? Dễ thôi mọi người ha. Cái ghế này của mình thiết kế là lật cái lưng này lại được. Cái thiết kế này rất là hay. Xuất phát từ cái nhu cầu của anh chủ xe là anh muốn có một cái bộ ghế ngồi trên nóc xe để anh có thể thư giãn ngắm cảnh khi mà đi trong rừng. Thì mình mới bảo anh là em sẽ thiết kế cho anh cái bộ ghế với cái lưng đặc biệt như vậy. Và hôm nay nó đã hoàn thành. Mình rất là ưng cái lưng ghế này luôn. Đặc biệt là với cái lưng ghế này, nếu anh em muốn nó ngồi nó được thoải mái hơn nữa, chẳng hạn ví dụ là ngồi cái mặt ghế nó rộng nhất, thì chỉ cần nới 4 con ốc ở trên cái chân bát này ra ha, và chúng ta có thể dịch nguyên cái bộ lưng ra đằng trước hoặc ra đằng sau, rất là dễ dàng luôn ha. Với cái bộ khung này sản xuất toàn bộ nó là hợp kim nhôm, bởi vì cái việc mà tháo ráp nó đòi hỏi thứ nhất là phải nhanh và thứ hai là phải nhẹ nhàng, thì với có thể là tháo ráp cái bộ khung và đưa nó lên nóc như vậy được. Từ cái rổ này cũng được làm bằng nhôm ha mọi người, cái rổ nhôm ha, lan can nhôm, tất cả toàn bộ bằng nhôm. Và nó được kết nối đặc biệt với cái ba ga bên dưới, chắc mọi người không còn xa lạ nữa, đó chính là cái ba ga Reno Dynamic. Với cái ba ga này thì nó có cái hay tuyệt vời của nó là nó cho chúng ta đa kết nối. Ở đây mình bắt lan can vô cũng không cần phải khoan gì cả, nó có những cái dây trượt ở đây và mình có thể bắt nó vô được liền. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó bao gồm hai bộ ba ga Dynamic, một bộ đằng trước và bộ đằng sau. Và tại sao mình lại dùng tới hai bộ ba ga chứ không phải là một bộ ba ga dài? Như các bạn đã biết là với chiếc pickup, chiếc bán tải này thì nó là body rời, chạy trên đường thì cái phần thùng sau và cái thân trước nó sẽ dao động khác nhau. Chính vì vậy là chúng ta sẽ không liên kết cái thùng sau với cái cabin trước được, bởi vì nó sẽ tạo ra những cái tiếng vặn xoắn quát két rất là khó chịu. Những cái thanh ba ga này nó đã được tăng cường lên, thay vì là cái khoảng hở của nó khá là thưa ha, thì ở đây là mình lát nó giống như là một cái mặt sàn luôn. Các bạn có thể thấy là khe hở lúc nó chỉ còn có 3cm trong một khe luôn. Và nó thành một cái sàn rất là dễ dàng để chúng ta có thể đi lại làm gì trên này cũng được ha. Với cái bộ ghế này thì cái mặt ghế đây, mọi người có thể nhìn thấy cái thùng này, nó chính là một cái hộp đựng đồ đến từ thương hiệu Ram. Và mình đã vừa thiết kế nó để có công năng là bỏ đồ vào đây, và nó vừa là cái mặt ghế. Ngoài ra thì để cho cái lớp ngồi này êm ái, mình có làm một cái đệm mút như thế này, nó sẽ đặt lên trên và sẽ ngồi lên trên. Và điểm đặc biệt của cái bộ lan can này cũng như là cái lưng ghế và cái thùng đây thì nó sử dụng các cái kết nối nhanh. Chính vì vậy là khi tháo ráp lắp đặt mọi chuyện nó rất là nhanh chóng, nó rất là dễ dàng. Ví dụ với cái thùng Ram này chẳng hạn, cái khóa kết nối nhanh mình chỉ bấm vào đây nè, mình móc là mình lật cái thùng lên luôn, mình gỡ nó xuống luôn. Và khi gỡ xuống xong thì cái móc này mình sẽ móc ngược lại cái mặt bát ở dưới, và nó giúp cho chúng ta là chắc chắn mà nó không tạo ra những cái tiếng kêu là cạch trên nóc xe ha. Đây là một cái phần rất là lạ mà mọi người nhìn thấy là hầu như là chưa thấy cái xe nào Việt Nam độ giống vậy đúng không ạ? Nó phải từ nhu cầu, và mình sẽ cố gắng biến cái nhu cầu của anh em, biến cái nhu cầu của khách hàng thành những cái sản phẩm thực tế và đáp ứng đúng cái nhu cầu, đúng công năng. Và nó có một cái tính người dùng rất là cao, tức là thiên về cái trải nghiệm người dùng để cho mọi người sử dụng nó cảm thấy rằng là nó tiện nghi nhất, nó thoải mái nhất. Và chiếc xe này anh em nhìn thấy đây là đã được lắp đặt một cái thang ha. Cái thang này để giúp cho việc lên xuống nó được dễ dàng và thuận tiện hơn. Chúng ta sẽ xuống như thế này, rất là dễ thôi. Đó, rất là dễ ha. Cái thang này cũng bằng hợp kim nhôm luôn, rất là chắc chắn. Cái bậc cuối cùng nếu mà ai chân dài thì thả xuống đất, ai chân ngắn như mình thì thả vào cái mâm ha. Đó là xuống tới nơi rồi. Cái thang này thì nó có cái hay là chúng ta có thể gập lại ha. Vậy là xong rồi đó. Và đặc biệt cái thang này nó còn có thêm một cái chìa ở đây các bạn. Chúng ta đóng lại như vậy thôi ha. Và cái thang nó đã được khóa chắc chắn vào đây rồi. Đây là một chiếc thùng nhôm đã được sơn phủ Upol toàn bộ cả thân xe như phần trước mình đã giới thiệu. Và bây giờ mình sẽ mở cái thùng này ra anh em coi.
Với cái ti thủy lực nguyên bản của cái nắp thùng nhôm này, nó sẽ không đủ sức để nó chống được cái thang này, bởi vì cái thang này cũng hơn chục cân các bạn. Đội mình nó phải thay những cái ti thủy lực với những cái lực đẩy nó lớn hơn để nó có thể mở lên và giữ được cái thang ở đây. Vòng ra phía trước đây thì mình muốn chia sẻ đó chính là cái bộ mâm Bitlock, bộ mâm đến từ thương hiệu Black Rhino. Và với mâm Bitlock thì mình cũng chia sẻ cho anh em nào chưa hiểu cái thuật ngữ cũng như là chưa nắm cái khái niệm đó ha. Thì nó sẽ gồm hai mảnh, chúng ta nhìn thấy là cái phần đen bên trong và cái phần màu xanh ô liu bên trong này, là cái phần viền bên ngoài. Viền mâm này nó có thể tháo ra được. Và đặc biệt là khi mình tháo ra thì mình sẽ đặt cái lốp vào và mình sẽ dùng những con ốc này để mình kẹp giữ cái lốp lại. Chính vì vậy là với cái mâm Bitlock thì khi chúng ta đi off-road mà cần xì hết áp suất hơi chẳng hạn để mình đi bùn lầy cho tăng cái độ ma sát thì cái lốp nó không bị tuột ra khỏi mâm. Anh em có thể nhìn thấy đây, nó cũng là một cái cản ha. Cản đến từ thương hiệu TGM. Các cái loại cản hàng thương hiệu lớn họ đều có thông số kỹ thuật rất là rõ ràng. Những cái điểm cứu hộ này, ví dụ như là 8.000 kg, nó có thể chịu được cái sức kéo tới 8.000 kg, tức là khoảng 8 tấn ha. Đó là cái ưu điểm của những cái loại cản thương hiệu lớn và uy tín lâu năm. Trong cái cản này thì nó đã có sẵn cái bát để chúng ta đặt lại cái radar zin của xe. Mọi người hết sức lưu ý khi nâng cấp cản, tại vì cái radar này nó cần phải đặt đúng phương, đúng hướng, và nó chỉ cần lệch một góc chưa tới một độ thôi thì nó đã đưa ra những cảnh báo sai. Nó có thể là quét qua làn bên kia để nó thắng bất ngờ. Thì khi anh em lưu ý là lắp đặt cản thì chúng ta phải canh cái radar này phải thật sự là rất ngay ngắn. Và đặc biệt là chỉ những cái loại cản mà của những cái thương hiệu lớn nó mới có sẵn những cái chi tiết để chúng ta đặt lại cái bát radar nó đúng cái vị trí của nó. Và cái tời đến từ thương hiệu One được gắn dấu ở bên trong này, và đưa ra một cái mao tời được che bởi một cái biển số có thể lật lên lật xuống này. Mình đã lấy cái remote tời ra cho mọi người coi ha. Cái loại này nó là 2 trong 1, tức là nó vừa là không dây vừa là có dây. Khi chúng ta cắm dây vô thì nó có tác dụng là sạc pin cho cái remote này. Và khi xài chúng ta có thể rút dây ra. Thì cái việc xài tời thì nó khó thì nó không khó, nhưng mà tuy nhiên anh em phải coi một chút ha. Coi người ta review trên mạng để biết được cái cách sử dụng làm sao cho nó đúng và an toàn, bởi vì nó có những cái rủi ro dễ gặp phải khi mà chúng ta sử dụng tời không đúng cách. Và bây giờ mình sẽ xả cái dây tời ra cho mọi người coi nhé. Cái tời này nó về công nghệ thì nó giống như là những cái sợi tơ nhện và có hàng trăm ngàn, hàng triệu cái sợi tơ nhỏ bện lại thành cái sợi cáp này. Và lực kéo của cái tời này nó là 12.000 pound, tức là khoảng 5 tấn 4. Về mặt lý thuyết thì nó sẽ treo được cả chiếc xe này lên ngọn cây ấy mọi người. Anh chủ anh quyết định là thay cái đèn zin nó ra bằng một cái đèn bi gầm của Kenzo ha, với hai cái nhiệt màu, nó có thể là chuyển từ trắng qua vàng hoặc từ vàng qua trắng, tùy thuộc vào cái điều kiện mà chúng ta muốn sử dụng, bằng cách là tắt mở công tắc thôi. Mọi người để ý ở đây có một cây đèn hiện nay đang rất là hot, rất là được anh em tin dùng. Không chỉ là bán tải mà cả những cái xe nhỏ, bởi vì cái độ sáng cũng như là cái khả năng mà chống nước của nó. Đèn này đến từ thương hiệu Steady, model là Steady ST1K. Cái dòng đèn này thì nó là đèn trợ sáng phá xương, nó giấu trong mặt ca lăng này. Nhìn vừa thẩm mỹ nhưng mà khi cần dùng tới thì nó rất là uy lực. Cái đèn này giúp chúng ta đi cao tốc ban đêm, trời mưa, đường tối, chúng ta có thể chạy được cái tốc độ cao bởi vì cái tầm đèn chiếu xa của nó. Nhìn thấy đây, nó cũng là đến từ thương hiệu Steady của Úc. Cái dòng này nó gọi là dòng ST3K, dòng slim, dòng mỏng. Nó là đèn trợ sáng dạng pha, tức là khi đi trong rừng á, những cái khung off-road không có người ngược chiều, khi chúng ta mở lên thì nó sáng rộng cả một vùng trời luôn, để chúng ta có thể dễ dàng quan sát, dễ dàng di chuyển ở trong những cái điều kiện tối tăm như vậy và có nhiều các cái rủi ro như là cây cối hay là đá hay là những cái hố, thì chúng ta có thể quan sát rất là rõ, gần như là ban ngày các bạn. Và nó được lắp đặt rất là fit, rất là gọn gàng với cái giá nóc Zino Dynamic. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó giống kiểu như là sinh ra là cho nhau á. Lắp vô là nó fit từ đầu ra ngoài. Đẹp quá nên mình cũng chụp một cái nha mọi người. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được thi công một cái hệ thống âm thanh tương đối căn bản, tức là bao gồm là nâng cấp 4 cái loa cánh bằng cái loa với công suất cao hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn, đồng thời là tăng cường thêm một cái âm ly cho 4 cánh. Chiếc xe cũng được bổ sung thêm một cái súp hơi nằm ở gầm ghế, nó giúp cho bổ sung thêm cái giải âm siêu trầm, nó làm cho cái bài nhạc của chúng ta nó được đầy đủ các cái giải âm, giải tần, giúp cho chúng ta thưởng thức cái âm nhạc nó được hay hơn. Ngoài ra thì cũng có gắn thêm Android Box rồi cam hành trình, những cái này thì chắc mọi người quen thuộc nhiều rồi.
khi mà chúng ta nâng cấp một chiếc xe nó làm thay đổi trọng lượng như vậy, cụ thể là trong trường hợp này là tăng trọng lượng của xe. Thế thì chiếc xe làm sao để cho nó hoạt động trở lại giống như là nguyên bản ban đầu, hay thậm chí là đáp ứng chân ga nhanh hơn, thậm chí là mạnh hơn, thì trên xe này được gắn hai cái thiết bị, một cái combo, đó chính là một con chip công suất DTE system và con chip trên tay mình đây. Các mọi người không xa lạ lắm ha, đó chính là con chip Pedal Box, nhưng mà phiên bản Pro nó sử dụng cái kết nối không dây với một cái hộp receiver, một cái hộp nhận nó đã được gắn vào cái bàn đạp chân ga. Mục đích của con chip này là nó giúp cho đáp ứng của chân ga nó được nhanh hơn, nó mượt mà hơn. Với con chip này nó làm thay đổi cái phản ứng của cái chân ga, nó giúp cho chúng ta ga chiếc xe lên, đạp ga lên, chiếc xe nó theo ý của mình ha, nó tăng tốc nhanh, nó mượt mà hơn. Và đặc biệt là nó có nhiều cái chế độ chạy trên này, thì anh em quan tâm có thể tìm hiểu thêm ở trang pedalbox.vn, trên đó sẽ có giải đáp tất cả những cái thắc mắc về nguyên lý hoạt động cũng như là cái cách thức mà nó can thiệp vào chân ga như thế nào, nó mang lại cái điều gì. Nguyên bản của Ford thì nó sẽ không có cái ti thủy lực để hỗ trợ mở cái nắp capo, thì cái này là option phụ mình có thể gắn thêm ha. Và đây mọi người, con chip công suất nó nằm tại đây, power control, tức là nó kiểm soát về power, về công suất của xe. Nguyên lý hoạt động của con chip công suất này thì nó sẽ can thiệp vào những cái cảm biến, nó sẽ đo lường những cái cảm biến để nó đưa ra những cái điều chỉnh về khí nạp cũng như là nhiên liệu, hay là cái thời gian nạp chẳng hạn, thì nó sẽ thay đổi để được cái công suất. Nó phụ thuộc vào cái chế độ mà chúng ta chọn, nó sẽ giúp cho công suất của chúng ta tăng nhiều hay ít ha. Ở đây có một cái nút P, ở đây chính là nút program, nó có 3 cái program tất cả, và mỗi cái program đó nó lại có nút cộng trừ 6 cái vị trí như này. Thì tất cả chúng ta sẽ có là gì ạ, 36 là 18 cái bản map khác nhau đã được nạp vào con chip này, và chúng ta chỉ cần lựa chọn lấy cái một cái bản map nào mà chúng ta cảm thấy ưng ý nhất. Với con chip power control này thì không phải là chúng ta cứ phải mở nắp capo ra để chọn cái chế độ, mà nó có một cái app cài trên điện thoại di động để chúng ta có thể là ngồi trong xe muốn thay đổi cái chế độ chạy thì chúng ta có thể vô app và chúng ta cài đặt. Nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi là nó có ảnh hưởng gì đến động cơ xe hay không ha. Thì thưa anh em rằng là con chip này được các cái kỹ sư của hãng DTE họ nghiên cứu ha, trên những cái động cơ thật, trong cái điều kiện về môi trường thực tế, thì nó giúp cho chiếc xe của chúng ta nó tăng công suất, nhưng mà nó nằm trong cái ngưỡng an toàn, tức là nó nằm trong cái khả năng chịu đựng của cái động cơ. Bên ngoài thì cái lớp sơn Uponraptor thì anh em đã thấy rồi đúng không, mình đã review ở những cái phần trước rồi, toàn bộ đã được sơn lại rồi, một lớp sơn sần đến từ Anh Quốc. Dưới gầm xe thì đã được trang bị là gác gầm Rhino full một xe từ trước ra sau. Với Jaguar Raptor thì bản thân nó đã được trang bị cái hệ thống giảm xóc hiệu năng cao của Fox rồi. Tuy nhiên là với trọng lượng thay đổi như vậy thì mình cũng phải thay đổi cái lò xo để cho nó chịu tải với cái trọng lượng mà mình đã lắp đặt thêm. Chính vì vậy là buộc lòng mình phải tăng cái tải của lò xo lên, đồng thời tăng cái chiều cao lên, nó giúp cho cái khoảng sáng của cái bánh xe, cái khoảng sáng của gầm xe nó cao hơn để tăng cái khả năng đi địa hình. Đồng thời là cái độ rộng của cái lòng que này, độ rộng này nó sẽ cũng rộng hơn, nó giúp cho chúng ta việc đánh lái bánh trước nó không bị cạ khi mà chúng ta thay những cái mâm với offset âm nó đưa ra. Đội ngũ của mình cũng tư vấn anh chủ xe là nên phủ thêm cái lớp bảo vệ dưới gầm nữa ha, lớp phủ gầm, để giúp cho chiếc xe của chúng ta, thứ nhất là nó giảm được âm khi chúng ta đi trên đường, nhờ cái lớp đó nó cũng tiêu bớt một cái phần âm thanh của tiếng ồn. Thứ hai là bảo vệ được cái gầm xe, và cái việc phủ gầm này chúng ta nên thực hiện ngay khi mà mới mua xe, lúc mà cái gầm nó còn đang mới, hoặc là nếu mà xe đã cũ rồi thì chúng ta phải xử lý vệ sinh nó rất là kỹ ha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em về cái hệ thống điện ở trên chiếc xe này. Chiếc xe này được trang bị một hệ thống pin lithium 210A, nó được đặt ở phía sau trong khoang cabin, ở như cái lưng ghế sau, và đưa ra ngoài đây là một cái bảng điều khiển ha, một cái hộp gọi là control box. Thì với cái hộp này thì chúng ta thể nhìn thấy ở đây, đập vào mắt đầu tiên là cái đồng hồ chính của cái thiết bị. Nó bao gồm là báo cho chúng ta biết là dung lượng pin ha, thời gian nếu mà sử dụng với cái dòng hiện tại thì nó là bao nhiêu lâu, và hiệu điện thế cũng như là cái công suất đang tiêu thụ. Ở đây là mình có những cái công tắc để mình sử dụng vào những cái mục đích khác nhau, những cái thiết bị, những cái đèn, những cái hệ thống gắn thêm. Đầu tiên là cái công tắc đèn này, công tắc đèn ha, chúng ta có thể bật tắt cái đèn xung quanh xe. Ở đây mình trang bị là đèn xung quanh ba mặt và cả trong cái thùng sau luôn. Thế thì với cái công tắc này thì mình còn làm thêm một cái công tắc phụ, tức là khi mà bật cái công tắc chính này lên ha, nếu mà đóng cửa xe lại thì nó sẽ tự tắt.
Chúng ta có một cái công tắc nhấn nhả đây ha, đóng cửa xe lại tự tắt và bật lên mở ra thì nó sẽ tự sáng. Đấy là chế độ auto. Ngoài cái công tắc đèn này thì kế bên đây nó còn một cái công tắc nữa. Cái đèn này chính là cái công tắc ở hệ thống gắn bên ngoài ha, những cái đèn camping bên ngoài. Cái này thì chúng ta có nhu cầu thì chúng ta bật lên. Và cái công tắc thứ ba là cái công tắc để cung cấp cho cái bơm TGM. Ngoài những cái công tắc để mình có thể lắp thêm các cái thiết bị thì ở đây có một cái nguồn 220V ha. Thì trong rừng chúng ta có thể hoàn toàn có thể nước để pha mì này, hay là có thể đun nấu cái gì đó chẳng hạn, thậm chí là nấu cơm bằng nồi cơm điện ha, rất là dễ dàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng những cái thiết bị mà nó tiêu thụ công suất nó khoảng dưới 2000W trở xuống. Ở đây có thêm những cái nguồn kết nối đặc biệt 12V, hay là những cái nguồn tẩu thuốc này ha, và sạc điện thoại, sạc nhanh 2A và sạc chậm 1A ở đây. Thiết bị liên quan đến cái hệ thống điện thì toàn bộ được lắp đặt ở trong cái lưng ghế sau, và nó bao gồm là inverter 2000W, DC-DC battery charger là cái cục sạc. Mình nói thêm một chút về cái battery DC-DC charger này. Nó chính là cái thiết bị mà sử dụng cái bộ sạc của xe để nó sạc cho cái bình acu phụ, cái khối pin. Đặc điểm của cái này là nó kiểm soát cái dòng sạc. Khi nào mà cái bình acu chính của xe đầy thì nó mới bắt đầu cung cấp cái dòng sạc cho cái bình phụ. Và điểm đặc biệt là khi chúng ta xài hết cái bình phụ, khi chúng ta không nổ máy ha, xài hết cái bình phụ thì cái bình chính nó cũng không bị rút hết điện. Điều đó nó giúp cho chúng ta là sao sử dụng các thiết bị cái bình phụ một cách độc lập, không lo là sau khi sử dụng lỡ hết pin thì chúng ta còn đề được xe hay không. Đó là cái điểm đặc biệt hay của cái DC-DC charger này. Với cái trang bị một cái máy bơm hơi như này và bình khí nén thì chúng ta luôn luôn có một cái lượng khí nén nó có áp suất khoảng hơn 8 kg. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể dùng nó để mở ốc bánh xe hoặc thậm chí là cả đội xe lên luôn. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người coi ha, cái hệ thống hơi này nó đội chiếc xe này lên như thế nào. Mình sẽ demo cho mọi người coi khi mình dùng. Đầu tiên mình bật cái bơm lên ha. Mọi người thấy cái bánh nó đã hỏng lên rồi đúng không ạ? Không xoay được là chắc là các bạn đang khóa bánh xe lại, đang parking nhé. Chúng ta có thể dùng súng để mở những cái con ốc trên bánh xe này trong trường hợp mà chúng ta xe có vấn đề gì ha. Đó, mà nhìn thấy không ạ? Rất là easy ha, dễ dàng ha. Mở ra được thì tất nhiên là sẽ lắp vào được đúng không ạ? Sẽ bắn vào được thì bây giờ mình sẽ bắn vào. Và như vậy là chỉ cần một cái động tác đơn giản là chúng ta đã có thể là nâng cái xe lên, tháo cái bánh xe ra rất là dễ dàng, toàn bộ dùng bằng khí nén hết và không hề tốn sức chút nào ha. Trong này thì lắp vào đây một cái thùng đựng đồ với cái hộc kéo như thế này, rất là tiện để chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta còn có thể nhìn thấy ở đây là có thêm một cái bậc lên xuống thùng, thì mình chỉ cần đặt cái chân lên đây ha, mình kéo cái chân về phía mình đó, kéo cái chân ra là nó đã mở xuống rồi. Mình leo lên ha, leo lên thùng rất là dễ ha. Khi mà đóng lại thì chúng ta cũng chỉ cần dùng chân đẩy nó theo phương vô, chứ không phải đạp nó xuống ha. Đẩy nó theo phương vô, đó là nó vô ha, mình làm lại này. Đó, rất là dễ ha. Thế thì với cái bậc bước này rất là tiện dành cho những ai ví dụ như là chiều cao không được cao lắm, hoặc là người lớn tuổi một chút, hay là thân hình hơi mập chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng cái bậc này để lên thùng rất là dễ ha. Cái rổ đựng đồ, những đồ dơ, đồ linh tinh ha, hay là đi vô rừng, hay là quần áo, giày dép, ủng ướt các thứ mà bẩn á, bùn đất, chúng ta có thể thải lên cái thùng này rất là tiện ha. Cái rổ này bằng nhôm nên nó cũng rất là nhẹ ha. Thoải mái luôn. 2-3 bạn leo lên ha, và có cả bạn hơn 100 kg ngồi lên không vấn đề gì. Cái này mình thiết kế tải trọng nó khoảng 300 cân nha mọi người, nên là rất là chắc. Cái cản phía sau mọi người nhìn thấy đây, nó là cái cản đến từ thương hiệu TGM. Nó không chỉ đảm bảo về mặt thẩm mỹ, nước sơn, mối hàn, mà nó còn đảm bảo về cái sự vững chắc, cũng như là các cái điểm cứu hộ nó đều có ghi thông số rõ ràng là kéo được bao nhiêu, sức nâng, sức chịu tải được bao nhiêu. Và bên trong cái cản này thì mình cũng có lắp đặt thêm hai cái đèn sẽ giúp cho chúng ta khi mà lùi ha, đặc biệt là trong rừng. Với cái đèn ở trong này thì nó cái công suất nó lớn hơn rất là nhiều so với cái đèn LED zin theo xe này. Mình gọi chiếc xe này là một cái dự án rất là lạ, bởi vì là các cái cơ cấu ở trên nóc xe của nó có rất nhiều đồ chơi cao cấp và rất nhiều những hạng mục custom theo yêu cầu của chủ xe.
Mình hy vọng rằng anh chủ xe đã đặt cái niềm tin vào mình, vào đội ngũ Nova 4x4 khi mà anh gửi chiếc xe vào đây, thậm chí anh còn chưa nhìn thấy nó ha, và cho đội ngũ của mình thi công. Và một lần nữa luôn cảm ơn những khách hàng đã và đang ủng hộ bọn mình, ủng hộ Nova 4x4. Đội ngũ anh em chúng mình sẽ thi công, sẽ thực hiện các cái dự án nâng cấp được hoàn chỉnh nhất, hài lòng nhất. Đó là cái mong mỏi cũng như là cái kim chỉ nam, cái phương hướng hoạt động của đội ngũ Nova 4x4 bọn mình. Một lần nữa xin cảm ơn và rất vui khi lại đồng hành cùng mọi người trong clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.